nghệ sĩ Quang Đăng, top 3 cuộc thi thử thách cùng bước nhảy, đã cùng gần 400 nhân viên Lazada tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh tham gia hoạt động Flash Mob ý nghĩa, mừng những thành công ban đầu của chiến dịch cách mạng mua sắm, cũng như chào đón những ngày cao điểm cuối cùng của chiến dịch kích cầu mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm. Sự hòa nhịp này thể hiện hình ảnh một trang thương mại điện tử trẻ trung, sôi nổi và luôn đầy năng lượng. Điểm nổi bật của chương trình kết mạng mua sắm trực tuyến năm nay là sự hợp tác của đơn vị với các đối tác từ các thương hiệu lớn, các trang mua sắm trực tuyến khác đến các đơn vị giao nhận ngân hàng nhằm mang lại những cam kết tốt nhất dành cho người tiêu dùng. Đặc biệt, trong ngày 10, 11 và 12 tháng 12 sắp tới, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm 3 ngày mua sắm bận rộn trên Lazada với những gói ưu đãi bất ngờ, những sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi hoạt động thú vị.